Có những bí ẩn đến giờ vẫn chưa hề có lời giải, và con người thì vẫn đang ngày ngày đi tìm lời giải cho những câu chuyện mà ngay cả khoa học vẫn chưa có những sự giải thích thực sự thỏa đáng. Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa lời giải, nơi mà chúng ta sẽ cùng kể về những câu chuyện như thế. Bí ẩn chưa được giải mã về chuyến tàu ma Gogol. Ở Đông Âu và Nga, một trong những hiện tượng bí ẩn kỳ lạ nhất chính là bí ẩn về chuyến tàu ma Gogol. Nhiều thông tin cho rằng các nhà khoa học của Đại học Tổng hợp Moscow cũng đã tiến hành các cuộc điều tra, nghiên cứu về hiện tượng đoàn tàu ma. Tuy nhiên, do không muốn tiết lộ những hiện tượng khó lý giải đó cho công chúng, nên sự cố này vẫn được coi là một bí ẩn. Tháng 1 năm 2009, tại Ukraine, một số người đã nói rằng: "Tôi trông thấy một đoàn tàu hỏa đang lao tới trước mặt, nhưng chớp mắt lại biến mất, không thấy tăm hơi. Không biết rốt cuộc nó đã đi đâu." Ngay sau đó, hiện tượng này đã làm nức lòng những người hâm mộ các bí ẩn liên quan đến đoàn tàu ma trên toàn thế giới. Trên thực tế là ngay từ năm 1933, chuyến tàu ma đã trở thành một vụ án nan giải. Từ năm 1951 đến nay, đoàn tàu ma đã nhiều lần xuất hiện trên lục địa Á-Âu và trở thành một trong những sự cố có thể bỏ qua các định luật vật lý thông thường. Sự biến mất của chuyến tàu ma Gogol. Sự cố đoàn tàu mất tích liên quan đến vụ mất hộp sọ của nhà văn Nga nổi tiếng Nikolai Vasilievich Gogol, được mệnh danh là Charles Dickens của nước Nga, mất năm 1852. Năm 1931, phần mộ của Gogol được chuyển đến nghĩa trang Danilov ở Moscow. Nơi sau này trở thành nhà tù dành cho trẻ vị thành niên. Thế nhưng khi người ta khai quật thi thể của ông lên thì lại phát hiện hộp sọ của ông đã không cánh mà bay. Sau nhiều lần khó khăn tìm kiếm, người họ hàng của Gogol, sĩ quan hải quân Janowski, đã tìm được hộp sọ thất lạc và mang nó trở lại Ý, nơi anh ta đóng quân. Ngay sau đó, Janowski đã nhờ một sĩ quan người Ý tận tay giao chiếc hộp sọ này cho một luật sư người Nga. Vào mùa xuân năm 1933, viên sĩ quan người Ý cầm lấy chiếc hộp sọ của Gogol và bắt đầu một cuộc hành trình dài. Em trai của anh ta và một vài người bạn cùng lên tàu và bắt đầu khởi hành trong vui vẻ. Khi đoàn tàu đi vào một đường hầm dài, em trai của người sĩ quan muốn pha trò với bạn bè để dọa họ, nên đã bí mật lấy hộp sọ của Gogol ra khỏi chiếc hộp. Nhưng ngay trước khi tàu vào hầm, hành khách trên tàu bất ngờ hoảng loạn một cách khó hiểu. Và chàng sinh viên này lập tức nhảy khỏi con tàu trước khi nó hoàn toàn biến mất. Sau đó, anh kể với các phóng viên rằng một màn sương mù trắng lạ lùng đã nuốt chửng chuyến tàu bất hạnh này. Anh còn miêu tả sự sợ hãi và hoảng sợ không thể tả được của hành khách lúc đó. Anh thừa nhận chính mình là người đã lấy trộm sập vụ đựng hộp sọ của người Anh. Và trong số 106 hành khách trên chuyến tàu này thì chỉ có 2 người sống sót bằng cách nhảy ra khỏi tàu trước khi nó biến mất một cách khó hiểu. Chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và khám xét kỹ lưỡng đường hầm, nhưng ngạc nhiên là họ thậm chí không tìm thấy bất cứ dấu vết nào do tàu để lại, và lối vào đường hầm này sau đó đã bị chặn. Trên thực tế, đây là một đoàn tàu chỉ có 3 toa do một khách du lịch thuê từ một công ty ở Ý. Đến nay, mô hình của đoàn tàu này vẫn được lưu giữ trong bảo tàng đường sắt ở Milan. Bởi vậy, các nhà điều tra muốn thông qua mô hình xe lửa này để tìm hiểu nguyên nhân khiến cho đoàn tàu biến mất một cách kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, cuộc điều tra này vẫn không có kết quả. Sự xuất hiện của chuyến tàu ma. Vào năm 1991, chuyến tàu ma Gogol đã xuất hiện trở lại ở Poltava. Nó đã thu hút sự chú ý của báo chí và giới truyền thông. Cả hai tờ báo của Ukraine cũng đăng tải những thông tin về vụ việc này. Một nhân viên đường sắt làm việc tại một công trình chuyển mạch đường sắt xác định rằng ngày đoàn tàu xuất hiện là ngày 25 tháng 9 năm 1991. Vào ngày hôm đó, một nhà khoa học thuộc Học viện Khoa học Kiev, Ukraine, chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên, đã đứng sẵn ở gần ngã ba gần đường ray chờ sự xuất hiện của chuyến tàu ma này. Khi nó xuất hiện lần nữa từ hư không, anh ta đã nhảy lên toa cuối cùng dưới sự theo dõi của một số nhân chứng.
Thế nhưng sau đó đoàn tàu lại nhanh chóng biến mất và nhà khoa học muốn giải mã bí ẩn về chuyến tàu ma này cũng biến mất cùng với chuyến tàu kỳ lạ và không có tin tức gì từ đó cho tới nay. Theo thông tin báo chí đưa, sau khi nhà khoa học mất tích, đoàn tàu ma đã hơn một lần xuất hiện ở ngã ba này, nhưng không ai dám nhảy lên đoàn tàu ma này nữa. Sau đó cũng có nhiều thông tin về sự xuất hiện của đoàn tàu ma trên bán đảo Grim vào năm 1955, nơi đoàn tàu đi qua một bờ kè cũ. Nhưng điều khó hiểu là đường dây ở đó đã bị phá bỏ từ lâu. Chuyến tàu ma xuất hiện lần cuối cùng vào ngày 17 tháng 1 năm 2009, sĩ quan cảnh sát Strutter ở Poltava, Ukraine trong quá trình lái xe đuổi theo một chiếc xe bị trộm. Khi anh ta lao đến ngã ba đường sắt, xe của Strutter đột nhiên gặp sự cố và phải dừng lại. Khi anh ta rời khỏi xe để đi bộ tiếp cận tên trộm, thì đúng lúc này một tiếng còi tàu đột ngột vang lên. Một đoàn tàu xuất hiện trên đường ray cách tên trộm xe chưa đầy chục mét và lao về phía chiếc xe đang mắc kẹt trên đường ray. Strutter và tên trộm xe đều cảm thấy sững sờ. Chuyến tàu này đến từ đâu? Nó là một đoàn tàu rất ngắn và chỉ có 3 toa. Kiểu dáng thì quá cũ và những đoàn tàu sử dụng động cơ hơi nước như vậy đã bị loại bỏ từ lâu. Thế nhưng đoàn tàu này thì vẫn còn tiếp tục di chuyển và lao vào chiếc ô tô, hất văng nó ra khỏi đường ray. Nhân cơ hội này, kẻ trộm xe đã leo lên toa thứ 2 của đoàn tàu. Strutter đuổi theo, tên trộm xe hơi vẫn còn vẫy tay chào anh ta một cách đắc thắng. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ trong toa thứ 3 của đoàn tàu. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy hoa kiểu cũ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng ngay khi Strutter chạy ra phía sau để leo lên tàu, thì có một tiếng hét chói tai khiến cho anh phải rùng mình. Đừng lên nữa! Khi quay đầu nhìn lại, thì Strutter thấy đó là một nhân viên đường sắt già với gương mặt có vẻ lo lắng. Người công nhân đường sắt già đó tên là Bolt nói với vẻ kinh hoàng. Anh thật may mắn, nếu anh lên chuyến tàu đó thì sẽ không thể xuống được nữa, đó chính là chuyến tàu ma Gogol. Những người làm trong ngành đường sắt ở Nga thường gọi những con tàu ma là Uro, có nghĩa là vật thể không xác định trên đường sắt. Theo tin đồn, Uro đã nhiều lần xuất hiện ở khu vực Moscow và nó thường xuất hiện vào các năm 1975, 1981, 1986, 1992 và 2009. Giảng viên Đại học Moscow, nhà vật lý và toán học Ivan Pasteur là trưởng nhóm các nhà khoa học quan tâm đến đoàn tàu ma. Trong số đó có các chuyên gia đường sắt, nhà triết học và các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác. Họ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra và nghiên cứu thực địa tại các điểm giao cắt đường sắt ở những khu vực từng xuất hiện đoàn tàu ma. Ivan Pasteur tin rằng mạng lưới đường sắt đan xen Á-Âu là dự án toàn cầu lớn nhất do nhân loại xây dựng trên trái đất. Và mạng lưới đường sắt khổng lồ này có thể đã có tác động sự luân chuyển của thời gian. Về chuyến tàu ma, có hai bí ẩn chưa được giải đáp. Đó là tại sao đoàn tàu cứ lao thẳng về phía trước mà không dừng lại? Và tại sao không có ai xuống tàu? Đã có rất nhiều sự kiện siêu nhiên về chuyến tàu ma và cũng có rất nhiều nhân chứng về hiện tượng kỳ bí này. Nó cũng đã khơi dậy sự quan tâm lớn của mọi người và các nhà khoa học cũng đã cố gắng lý giải bí ẩn này bằng nhiều giả thuyết khác nhau. Nhưng chuyến tàu ma bất ngờ xuất hiện và bất ngờ mất tích thì vẫn là một bí ẩn cho tới ngày nay. Vừa rồi là câu chuyện chưa hề có lời giải của hôm nay. Nếu các bạn có những thông tin, có những câu trả lời cho bí ẩn này, có thể comment ở ngay bên dưới của video mà hôm nay chúng ta vừa xem. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng trao đổi về những câu chuyện, về những bí ẩn mà rất có thể là nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn chưa có được đáp án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.